Hans Book. Jack Ma, nếu bạn không bỏ cuộc, bạn sẽ còn cơ hội. Jack Ma được sinh ra vào ngày 10 tháng 9 năm 1964 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Tên thật của ông là Mã Vân, xuất thân trong một gia đình bình dân. Điều kiện kinh tế của gia đình ông cũng không mấy khá giả. Khi còn đi học, Jack Ma yêu thích môn tiếng Anh. Vì vậy, ông đã không ngại đạp xe đạp tới một khách sạn để được học và đàm thoại tiếng Anh với người nước ngoài. Khi đó, ông thường tình nguyện làm hướng dẫn viên cho các du khách nước ngoài. Năm 1988, ông thi đậu vào khoa tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Hàng Châu. Sau khi tốt nghiệp, ông đã nộp đơn xin việc tới rất nhiều công ty, nhưng đều bị họ từ chối. Ngay cả cửa hàng thức ăn nhanh KFC tại Trung Quốc cũng từ chối nhận Jack Ma vào làm. Ông chia sẻ, thời đó 50 người nộp hồ sơ thì 49 người được nhận và tôi là người còn lại. Sau nhiều lần tìm việc, cuối cùng ông cũng tìm được cho mình một công việc dạy tiếng Anh ở Viện Kỹ thuật Điện tử Hàng Châu với mức lương ít ỏi. Vào năm 1995, Jack Ma có chuyến công tác tại Mỹ để làm phiên dịch viên. Trong khoảng thời gian đó, ông được tiếp cận với công nghệ phương Tây và ông đã nảy sinh ý tưởng và nghĩ rằng Internet sẽ làm thay đổi cả thế giới. Nên ngay sau khi trở về Trung Quốc, ông đã mở trang web China Page. Tuy nhiên ý tưởng của ông đã không thành công. Năm 1998 lại một lần nữa Jack Ma tiếp tục thất bại với ý tưởng lập nên một sàn giao dịch. Những thất bại này không làm ông nản chí. Ông nói rằng, việc tôi thất bại không quan trọng. Ít nhất tôi truyền tải được ý tưởng của mình cho những người khác. Và nếu tôi không thành công, thì người khác sẽ thành công. Vậy nên một năm sau, năm 1999, ông đã mời và thuyết phục được 17 người tham gia góp vốn với mình để xây dựng một trang thương mại điện tử. Ông đưa ra những lý lẽ và tính khả thi của dự án. Bạn bè cũng ủng hộ và cộng tác với ông để xây dựng lên trang web có tên Alibaba. Ý tưởng về tên gọi này được ông chia sẻ rằng, khi ông đang ngồi trong quán cà phê và nghĩ tới câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp, câu thần chú vừng ơi mở ra trong truyện đã giúp Alibaba mở ra kho báu. Từ ý nghĩ về câu thần chú đó, ông đã lấy trang thương mại với tên Alibaba. Đến giữa năm 2000, Alibaba của ông đã đánh bại hoàn toàn eBay tại thị trường Trung Quốc. Jack chính là biệt danh mà ông tự đặt cho mình để tiện xưng hô với khách nước ngoài. Với phong cách thuyết trình đầy lửa và những mục tiêu hết sức táo bạo, nhiều phóng viên đã gọi ông là Crazy Jack. Đến năm 2013, Jack Ma đã chính thức từ chức CEO và tập trung vào vị trí chủ tịch. Và tất nhiên ông vẫn là chiến lược gia trưởng tại trang thương mại điện tử Alibaba, đồng thời ông cũng là bộ mặt đại diện của công ty. Trải qua nhiều năm phát triển, Alibaba trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh tại Trung Quốc, mang về cho Jack Ma khối tài sản kếch xù. Theo ước tính chỉ số tỷ phú trên trang uy tín Forbes, đến 2021, số tài sản của ông lên đến 40 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Jack Ma nắm giữ 9% cổ phần tập đoàn Alibaba. Hiện tại, Alibaba đã là một công ty toàn cầu với 22.000 nhân viên và 90 văn phòng trên thế giới. Hai website phổ biến nhất của hãng là Taobao và Tmall, đóng góp tới 80% doanh thu ngành bán lẻ trực tuyến tại Trung Quốc. Mỗi ngày, hai website này có hơn 100 triệu lượt truy cập. Ngoài ra, Alibaba còn điều hành một dịch vụ thanh toán điện tử, quỹ đầu tư, kinh doanh điện toán đám mây và một số dịch vụ cho điện thoại di động. Alibaba còn mua lại các công ty trong lĩnh vực giải trí, thể thao, truyền thông và cả một đội bóng đá. Với sự cố gắng không biết mệt mỏi và những cống hiến của ông suốt quãng thời gian đó, ông nhiều lần được trao những giải thưởng tiêu biểu để vinh danh những đóng góp của ông, có thể kể đến như Doanh nhân của năm, góp mặt trong danh sách 25 doanh nhân quyền lực nhất châu Á năm 2005, Forbes vinh danh là người đàn ông quyền lực thứ 30 trên thế giới năm 2014, đạt giải thưởng doanh nhân của năm tại lễ trao giải Asian Awards năm 2015. Jack Ma từng trải qua nhiều thất bại để trở thành tỷ phú như ngày hôm nay, kinh nghiệm, trải nghiệm của ông đều được thực tế. Đặc biệt nó được Jack Ma đúc kết lại qua các câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng. Hôm nay thật khắc nghiệt, ngày mai còn khắc nghiệt hơn, nhưng nếu bạn cố gắng, ngày kia sẽ là ngày tươi sáng. Jack Ma quả thực là một doanh nhân tài ba, mà ở ông mọi người có thể học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, có giá trị. Trong suốt những năm hành trình xây dựng sự nghiệp của mình, tỷ phú Jack Ma đã gặt hái được vô vàn những thành công. Mong rằng, trong tương lai, cộng đồng sẽ còn thấy được những thành công rực rỡ hơn nữa trong sự nghiệp của vị tỷ phú này. Qua video trên, Time Book đã giúp các bạn hiểu nhiều hơn về Jack Ma. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi đã giúp các bạn có được những thông tin hữu ích nhất. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo. Hans Book. Sách và phát triển bản thân.